Xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang ở xã Đạ Chai, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay mình đi tìm cây dược liệu để chia sẻ cho quý vị và các bạn biết. Hôm nay mình sẽ đi tìm cái cây cà dại hoa trắng nha các bạn. Cây dại hoa trắng này thì mình thấy ở xã Đạ Chai này cũng ít các bạn, không có nhiều. Ở đây thì mình thấy cái cà dại hoa tím nhiều hơn cây dại hoa trắng các bạn. Cây dại hoa tím thì thường thường người ta dùng để nấu với cá suối các bạn. Người ta làm món ăn. Còn cái cà dại hoa trắng này thì mình thấy ít hơn, người ta không có trồng. Cái này nó một dại ngoài. Thì cái cây cà dại hoa trắng này là một loại thực vật hoang nhiều ở nước ta. Thảo dược này có vị cay, tính mát, có tác dụng chỉ thống, tiêu thủng, trừ ho, nên được sử dụng để chữa các bệnh về đau bụng, đau nhức xương khớp, đau răng và tiểu tiện khó. Tuy nhiên thì cái bài thuốc từ cái cây cà dại hoa trắng này nó có hại cho cái người bị bệnh tăng nhãn áp nha các bạn. Tăng nhãn áp là những người bị bệnh về mắt á, những người người ta có cái lượng nước ở trong mắt nó dư thừa ra, nó làm tăng cái nhãn cầu đó các bạn, không nước trong mắt nó không thoát ra được. Những người bệnh này không nên dùng cái cây cà dại hoa trắng này các bạn. Cây cà dại hoa trắng này, đây cái cây hiện tại mình quay là cây cà độc dược nha các bạn, không phải. Cái cây cà dại hoa trắng này còn có tên khác là cây cà pháo, cà dại, cà hoa trắng, bạch gia, tháo gia, cà trắng, cà nước, cà hoa và một số tên khác tùy theo vùng miền người ta đặt tên cho nó nha các bạn. Nó thuộc họ cà nha các bạn. Đây là cây hoa anh đào nha các bạn. Hoa anh đào người ta trồng ở ven đường cho nó đẹp. Hiện tại thì hết Tết rồi các bạn, nhưng mà hoa anh đào nó vẫn còn nở. Hoa anh đào nó nở, nhưng mà lá nó ra nhiều rồi các bạn. Lá nó ra hết rồi các bạn. Lá non nó ra hết rồi. Hoa nó cũng tàn hết rồi các bạn. Còn một số ít hoa anh đào thôi các bạn. Đây các bạn. Còn ít hoa anh đào ít nữa các bạn. Còn ít thì mình thấy cũng đẹp nên mình quay cho các bạn xem. Này là cái cây ngải cứu nha các bạn. Ngải cứu này cũng làm thuốc rất là tốt nha các bạn. Công dụng cũng nhiều công dụng làm thuốc đó các bạn. Ngải cứu này nó một dại ở bên đường mình thấy. Ngải cứu này sức sống rất là mạnh các bạn, vứt cái đầu nó cũng mọc rồi. Thì cái cà dại hoa trắng này là một loại thực vật nhỏ, giờ nó dạng cây bụi đó các bạn, có chiều cao trung bình từ 2 đến 3 mét, thân có nhiều cành mềm, ít gai và được phủ nhiều lông hình sao. Lá thì mọc so le, phiến lá hình trứng chia thành nhiều thùy, cuốn lá dài từ 1 đến 10 cm, phiến lá rộng từ 6 đến 18 cm và dài từ 8 đến 20 cm. Cà dại thì có chiều cao trung bình từ 2 đến 3 mét. Các bạn đừng có nhầm lẫn với cái cây cà dại hoa trắng này với cái cây cà pháo người ta trồng để làm mắm cà đó nha các bạn. Hai loại khác nhau nha các bạn. Cái cà dại hoa trắng này có trái nó nhỏ nhỏ như ngón tay thôi các bạn, không có lớn. Và trái nó lúc còn non thì nó màu xanh các bạn. Bộ phận để dùng làm dược liệu của cái cây này là rễ các bạn. Rễ. Ngoài ra thì hoa và lá cũng được sử dụng nhưng là ít dùng hơn các bạn. Người ta hay dùng rễ của cây này để nấu nước uống nha các bạn. Còn cái trái của nó thì người ta thường kho với cá. Nó cũng dạng như cà đắng các bạn, cà đắng này, cà đắng hoa trắng các bạn.
còn có một loại cắn cà đắng hoa tím nữa các bạn. Thường thường cái cây này thì nó hay mọc dại, mọc hoang ở khu vực ven đường hoặc là bãi đất trống. Rễ của cây này thì được thu hái quanh năm, người ta đào lên mà đem về rửa sạch và là chặt khúc hoặc là thái nhỏ, đem phơi khô hoặc là sấy khô, bảo quản nơi khô ráo thoáng mát nha bạn. Thành phần hóa học của cây này là có chứa alkaloid, dầu béo và một số lượng nhỏ cito taro. Đây này các bạn, đây là cái cây cà dại hoa trắng nha các bạn. Cây này thì cây nó cao hơn, cây cao hơn và to hơn cây cà dại hoa tím nha các bạn. Cây này thì nó có vị cay, tính hơi mát và có ích độc. Tác dụng dược lý của nó là theo đông y, theo đông y thì tác dụng của nó là trừ ho, tiêu thủng, chỉ thống, tán ứ và hoạt huyết. Chủ trị thường được sử dụng để điều trị bế kinh, ho mãn tính, đau dạ dày, tổn thương do té ngã, đau thắt lưng, đau dây thần kinh, bị ong chích, vân vân. Theo nghiên cứu của y học hiện đại thì hiện tại thì y học hiện đại là chưa nghiên cứu cái cây này các bạn. Cây này thì thường thường là người ta dùng ở dạng nấu nước uống nha các bạn. Liều dùng từ 10 đến gram trên ngày. Nước nước cái dạng cái rễ của nó phơi khô đó bạn. 20 gram rễ khô. Sau đây mình sẽ chia sẻ một số cái bài thuốc từ cái cây cà dại hoa trắng các bạn. Bài thuốc thứ nhất là bài thuốc giúp dịu vết ong cắn, ong chích đó các bạn. Lấy cái trái của cây cà dại và một ít lá lốc rửa sạch, sau đó giã nát, vắt lấy nước và đắp lên chỗ vết thương con ong chích đó các bạn. Nước thì các bạn uống nha bạn, nước uống, còn cái chỗ bã thì đắp lên. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc nước ăn chanh. Chuẩn bị lá phèn đen, lá chè xanh mỗi thứ từ 20 đến 30 gram, lá lốc và cái trái của cái cây hoài cây cà dại hoa trắng này các bạn, mỗi thứ 20 gram. Thực hiện là dùng lá chè xanh, lá phèn đen, sắc lấy nước, sau đó ngâm chân trong cái nước này từ 5 đến 10 phút. Tiếp tục dùng nước lá lốc và cái trái của cà dại này, thêm ít nước, sử dụng bông thấm dung dịch này và thoa lên chỗ cái vết chân bị nứt nẻ. Một cái bài thuốc nữa các bạn là bài thuốc đau nhức do răng, sau răng. Chuẩn bị vỏ cây này, vỏ cây trầu, rễ chanh và rễ cây cà dại mỗi thứ 10 gram. Thực hiện là đem các cây này rửa sạch, sau đó sắc nước, sức nước cho nó khô lại nha các bạn, nước đặc rồi dùng nước này ngậm ngậm trong miệng các bạn, rồi nhổ đi. Lưu ý là không dùng cho người bị tăng nhãn áp, người bệnh về mắt các bạn. Rồi một bài thuốc thứ tư nữa là bài thuốc trị trẻ em bị đau bụng. Chuẩn bị một ít cây hoa của cái cây các bạn, rửa sạch, hãm với nước sôi, rồi sau đó cho trẻ nhỏ uống. Một bài thuốc nữa các bạn, bài thuốc trị ho mãn tính. Rồi chuẩn bị từ 10 đến 15 gram cái rễ cây cà dại này các bạn. Sau đó đem nấu nước và uống một thang, một ngày một thang cho đến khi khỏi hẳn. Là cây này trị ho rất tốt các bạn. Cái rễ của nó nấu nước uống không? Cái rễ đó nấu nước uống 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 một ngày một lần như vậy. Thì cái video chia sẻ công dụng làm dược liệu của cái cây cà dại hoa trắng này của mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video.
nhớ bấm đăng ký phía dưới để ủng hộ mình làm video nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn.